Không. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi bây giờ tất cả đã an tọa rồi, mình sẽ giới thiệu về nhau. Dạ. Nào, xin mời bạn nữ. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Chào bạn nam phía bên kia ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Thoa, em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Em quê ở đâu, bao nhiêu tuổi? Em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi ạ. Rồi, mời bạn nam. Em tên là Chu Hoàng Minh, năm nay 34 tuổi, đang làm thanh tra đào tạo bên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tây. Lớn hơn 10 tuổi thấy có vấn đề gì không Thoa? Dạ, đấy em không có vấn đề gì ạ. Sao bạn, bạn làm cụ thể thanh tra là gì? Dạ, em làm mảng thanh tra đào tạo thì có là mình quản lý về chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, rồi kiểm tra cấp chứng chỉ, điểm số đầu vào đầu ra. Ủa nhưng bạn học cái gì mà bạn làm cái ngành nghề đó? Dạ, em học môi trường, kế toán, tài chính ngân hàng. Ủa mà sao ế vậy? Dạ chắc là do đi học nhiều quá chị các bạn ạ. Đó, đó là ế đúng rồi. Nó học không thời gian đâu mà hẹn hò với bạn gái rồi bây giờ hết học chưa? Dạ bây giờ tạm dừng lại rồi ạ. Rồi bây giờ hồi đó giờ được mấy mối tình rồi? Dạ hồi đó giờ hai mối tình rồi ạ. Hai mối tình, lý do tại sao chia tay? Tại vì anh đó còn quá trẻ, đó là lý do tại sao em muốn quen một người già hơn. Đó. Vài tuổi. Đúng rồi, bởi vậy bây giờ em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ một người bạn trai lớn hơn em khoảng 10 tuổi là ok. Rồi. Công việc ổn định, một con người sống khoa học. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích ở người đàn ông không có tính cầu tiến, không có chi hướng. Ta học quá trời là em hiểu rồi. Dạ. Được rồi, thấy không? Rồi gì nữa? Một người đàn ông phải biết san sẻ công việc nhà với vợ. Biết rửa chén không? Dạ, ưu điểm của em là tất cả các việc nhà, trừ việc nhất là liên quan gì đến điện nó hơi nguy hiểm thì em không đụng đến thôi. Còn nấu ăn giặt đồ mũi đồ gì là tụi em làm hết rồi, khỏe luôn, khỏe luôn. Rồi vậy bạn muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì biết cách cư xử, biết nấu ăn, chăm sóc khách hàng là biết cách cư xử rồi. Dạ. Biết nấu ăn rồi gì nữa? Dạ biết lễ phép, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Dạ, chiều cao thì từ 1m57 đến 1m60-61 được rồi ạ. Rồi được, gì nữa? Dạ nhìn xinh xinh xuống rồi ạ. Xinh cỡ ai, qua khôi qua hậu gì không? Nói chung giống như ca sĩ Phương Linh là được rồi ạ. Phương Linh. Rồi sở trường của em là gì? Sở trường của em là nấu ăn và chế biến các loại món ăn. Rồi được luôn. Em là người thích sáng tạo các loại món ăn, vì vậy những món em nấu có thể là rất là lạ và chưa có ăn bao giờ. Vậy là em thử nghiệm đó rồi chị Cát Tường. Em làm việc mạch nha cơm. Dạ. Rồi vậy khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em là em hát rất dở. Muốn nghe hát không bạn trai? Dạ không, em muốn nghe. Để em dở đôi khi lại là ưu điểm. Vỗ tay đi quý vị. Vậy em xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, hai ta chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống bên nhau một đời. Bây giờ em muốn khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ tùy theo tốc độ phát triển của tình cảm, nhưng mà em nghĩ nhanh nhất là cũng phải một năm nữa. Trời ơi. Bên kia một năm nữa mình tiến tới hôn nhân được chưa bạn? Dạ cái đó là tùy bên bạn gái đấy ạ. Nhưng mình có chuẩn bị. Dạ em chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị có được cái gì bạn? Dạ có nhà có xe rồi có đầy đủ ạ. Nói chung là còn cái cô dâu đây ạ. Nhà ở đâu vậy? Nếu mà các anh chị có xuống Gò Vấp thì các anh chị sẽ biết được hai quán cà phê đẹp nhất của Gò Vấp. Dạ em kêu bên đó. Duyên được. Tôi chịu bạn rồi đó. Dạ. À bây giờ một lần nữa để chúng qua tôi coi mặt nè. Nãy giờ là mình mới nói tính cách, mình mới nói con người thôi. Dạ. Giờ vóc dáng, bạn muốn một người bạn trai có vóc dáng như thế nào? Đối với em thì một người chiều cao 1m62 trở lên là ok rồi. Em thích một anh chàng mập mập, có đôi má phúng phính. Tại vì em rất là thích mịn bạn trai. Rồi, cái gì nữa? Dạ, có kiểu người hao hao giống anh Nguyễn Linh là được rồi ạ. Dạ, em chờ chị Cát Tường. Tao đẹp trai chứ. Cao mét nhiêu? Dạ em mét 62. Trời ơi vừa luôn vậy đó. Dạ, hả? Dạ vừa không có cho miếng nào hết trơn. Dạ, trời vậy đó hả? Em không biết nữa, chắc là cũng sụt xuống một xíu, nhưng mà chắc dao động khoảng đó. À vậy là ăn gian lên chút một hai phân phải không? Dạ. Rồi đứng lên dòm thử nhé. Dạ chị. Thôi ngồi đi em, đứng kia bắt đất ra mặt đó. Phải, ta phải kiểm tra coi chứ. Đất nó ngồi. Dạ không sao, tại vì em có tập gym thôi. Có tật xấu gì không? Dạ chắc cũng hơi nóng tính. Có cái gì không thích ở người phụ nữ không? Dạ không thích là tóc này lẹt quá chị. Không xăm mình, nói chung là ăn chơi đua đòi quá. Dạ nói chung bên ngoài thì không có xăm rồi đó, còn ở dạ. Trong có hay không thì chị không biết.
Dạ cho nó về kiểm tra lại. Thì em kiểm cho ai kiểm? Để anh Quang kiểm tra coi. Dạ. Gái qua đây hạch sách quá. Qua mà kiểm tra hạch sách đàn gái. Trời ơi Linh. Dễ thương dữ hết trời. Anh Linh dễ thương hơn trên TV nữa. Thấy không? Dạ. Trời ơi mừng quá. Rồi một điều quan trọng là có quản lý điện thoại của chồng không? Quản lý điện thoại à? Nếu như mà ông chồng đó không tạo được cho em niềm tin thì chắc là em phải xem nha. Dạ. Nhưng mà xem điện thoại chồng hoài cũng khó chịu lắm nha. Thôi bớt cái đó đi. Nói chứ cứ điện thoại chồng cứ xem từng tin nhắn này kia, rủ người ta có những chuyện riêng, nói chứ không phải là chuyện bầu bịch này kia, chuyện riêng khó nói lắm. Muốn vậy là tâm sự với ai vậy? Không phải là người tâm sự với ai đâu. Không anh thì rõ ràng nó không có quản lý điện thoại đâu sao. Thôi đừng lừa quản lý điện thoại chồng, có gì nói thẳng với nhau, đâu phải điện thoại nói lên tất cả đâu mà quản lý. Dạ. Đúng không? Dạ không biết. Trời ơi. Tôi thích cô này á, lập trường rất là vững. Hứa. Tức là điện thoại em phải giao luôn, mà đó luôn password thì giao luôn đó. Dạ em giao hết luôn ạ. À. Giao hết luôn hả? Dạ. Dạ gái của tao. Trời. Vì thế mới bị đàm phán tính lấy được một phần nào đó. Tự nhiên. Hôm nay bạn nhà trai có đi với ai không? Dạ em đi với lại hai anh em đồng nghiệp ạ. À, mình là đồng nghiệp với chỗ của anh Minh. Rồi. Mình cùng công tác với anh Minh khoảng hơn 3 năm. Yeah. Anh Minh khó chịu lắm không anh? À, không, về công việc và giải trí trong cuộc sống thì anh Minh rất là hòa đồng, rất là dễ chịu. Tuy nhiên anh Minh có một khuyết điểm là hơi tập trung vào trong cái sự nghiệp mình quá mà không biết được cái chia sẻ được cái thời gian để như hẹn hò và chăm sóc tương lai của mình. Theo mình nhận thấy thì Thoa rất là có thể là rất là tương hợp với chỗ của anh Minh và mong muốn rằng là hai người mau chóng phát triển được cái tình cảm. Chúc rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thoa có đi với ai không? Dạ có, em đi với một bạn rất rất thân của em. Rồi, chào em. Em nhận xét anh bên kia làm sao? Dạ, thấy anh bên kia thì cũng hợp với bạn của em. Anh bên kia thì cũng thích nấu ăn, còn bạn em thì thích chế biến món ăn. Với lại thấy là Thoa là một người cũng vui tính, nhưng mà có con cái hay làm nũng lắm chị. Con gái làm nũng không sao. Cảm ơn em nhiều. Đó. Nào, hai bạn trẻ chuẩn bị nha. Nói chung lấy mẫu lấy làm chồng á thì được, cũng dạy gái mình quản lý được. Dạ. À. Bên kia quay chịu, qua đi. Chịu là chắc rồi. Dạ. Chịu là chắc rồi. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh nha. Ấn tượng đầu tiên anh nhìn em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. À, em nhìn anh như thế nào? Dạ em nhìn anh rất là chững chạc. Em có yêu cầu là cuối tuần hay là gì đó mình sẽ gặp nhau uống cà phê hay là hẹn hò gì không ạ? Đối với em á thì em thích một người bận rộn, biết chăm lo cho sự nghiệp, cho công việc. Nên á, do mình bận rộn nên có thể một tuần mình hẹn nhau một lần thôi là cũng được rồi. Hoặc một tháng hẹn hai lần cũng ok không sao á. Nói chung hôm nay hai bạn đến đây tôi thấy cũng hợp lý đấy. Nhưng vấn đề chỗ thỏa thuận trước khi bấm nút. Có ghen không? Em ạ? Có. Em nghĩ là còn yêu là sẽ còn ghen ạ. Bảo nó có nhiều gọi là cấp lắm, cấp độ 8, 9, 10, 11, 12 gì đó. Em khoảng cấp mấy? Cấp 13. Trời ơi. Xuyên Bảo. Vậy là có làm đến những hành động gọi là ảnh hưởng đến tính mạng của người chồng không? Dạ, những chuyện đó thì em chưa có biết được. Nó chưa có diễn ra, thành ra em chưa có tưởng tượng được là em sẽ hành xử như thế nào, em không biết được. Nhưng mà anh yên tâm đi, bình thường em hiền lắm. Cái người bình thường hiền cái hồi Bảo lên nó mới giữ. Dạ đúng rồi chứ. Cái người giữ giữ gì tường lúc nào. Hồi nãy tôi đang thỏa thuận cái vụ điện thoại, cái tự nhiên nhảy vô cái là coi mất cái vụ thỏa thuận đó rồi. Coi gì điện thoại giao luôn rồi đó. Dạ. Giờ tiền ai giữ nè, đó két sắt ai giữ nè, đó điện thoại giao rồi mà tiền có giao không. Rồi nhanh lẹ quyết định bấm nút nè. Dạ két sắt đương nhiên là vợ giữ. Rồi xong. Hết giờ. Có hai thứ quan trọng giờ giữ hết rồi. Thôi rồi ha, Đức từng đoán ruột. Suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ nha. Lúc này lúc phải suy nghĩ nè. Bình tâm lại nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai bạn. Rồi chúng ta nắm tay gặp gỡ ngày đầu tiên như các bạn. Hợp quá ta. Dạ anh chào bà con. Hai người hình như mặt giống giống nhau nè. Tao nói giống nhau là ăn đời ở kiếp luôn á. Dạ anh có được em được không ta? Nhận thử đi cưng.
Trời ơi, nè, không thấy ghét. Chúc mừng các bạn nha. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng sớm nhận được thiệp mời đám cưới của hai bạn nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Dẫn bạn gái đi coi phim trước đi. Nào. Tính ra thì em chỉ có được một mối tình, và quen nhau thì chỉ được hơn có một tháng thôi, kiểu nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi với bạn, chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em giới thiệu tên, nghề nghiệp. Dạ, chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên đó. Em tên là Hoàng Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thẩm định tại công ty tài chính Home Credit Việt Nam. Ban đầu em là nhân viên chăm sóc khách hàng, xong em mới vừa được chuyển qua bộ phận thẩm định bên công ty bên đây ạ. Quê em thì ở Tây Ninh nhưng mà em đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia là thẩm định, em làm nghề gì? Em tên là Võ Đức Lợi, năm nay em 28 tuổi. Em hiện giờ là kỹ sư IT của một công ty Nhật. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sóc Trăng. Em lên Thành phố Hồ Chí Minh được lâu chưa? Hồi đó lúc em học đại học thì em học ở Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp em có đi tu nghiệp ở Nhật 3 năm. Sau anh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh khoảng được 1 năm rưỡi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính ra thì em chỉ có được một mối tình, mà quen nhau thì chỉ được hơn có 1 tháng thôi. Ờ, 1 tháng rồi có kịp nắm tay nắm chân gì chưa? Chắc là kịp nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Trời ơi. Vậy em giới thiệu về bản thân mình nè, những cái điểm mạnh điểm yếu của em. Thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Đúng rồi, chăm sóc khách hàng mà. Em không có biết cách che giấu cảm xúc của mình á chị. Chỉ cần nhìn gương mặt em, nhìn biểu cảm của em. Vậy cũng tốt, biết che làm gì em, đâu cần đậy chi, mở ra đi. Khi mà đi chơi với bạn bè á chị, nhiều lúc mà có ai đó trong nhóm á làm cho mình buồn á chị, em thì không có giấu được cái cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Bạn trai thấy thì sao? Đuổi bạn gái về hả? Dạ, em sẽ đưa bạn về. Rồi nói chơi mà làm thiệt luôn trời. Rồi tôi nói chơi mà. Một khi đã không vui rồi đó chị, thì mà mình ở lại mình cũng không có được vui. Ủa rồi đưa bạn gái về rồi có quay lại không? Chắc em xin phép em về chung với bạn gái em. Vậy rồi được. Có lần sau thì hai cái gì đó thì em sẽ nói chuyện với mấy bạn của em. Nhưng bạn mà... có khuyết điểm gì và ưu điểm gì? Hay quên, hay đi lạc đường. Trời ơi. Lúc em đậm á, em hay im lặng. Một là em phải bỏ đi chỗ khác. Cái này tốt mà, này ưu điểm mà giận bỏ đi đâu, được rồi đâu. Phụ nữ ghét vậy lắm, ví dụ như hai người giận nhau, em muốn xử lý sao? Khi em giận á, thì thường em hay im lặng lắm chị. Em không có muốn nói ra những cái lời của mình trong lúc giận hơn. Nhưng mà em hy vọng cái bạn nam lúc mà em giận á, đừng có bỏ mặt em. Tức là bạn ấy hay cái chọc cười em đi. Nhưng bạn ấy đòi bỏ đi rồi kìa. Em nghĩ là sau khoảng thời gian chở một ngày sau đó hay là tối đó hay là một cái gì đó khi mà mình đã ta nói giận quá nóng quá mất khôn cái này là được. Em sẽ tìm người yêu thế nào để có thể phù hợp để mà tiến tới sang nữa. Mình phải gần nhau để mình tìm hiểu nhau. Gần thì dễ mà giờ ở chung gần gì đâu. Dạ thử được không? Dạ được. Gì? Đối với em là người con trai thì em cũng thích điều đó mà. Nhưng mà em tự suy nghĩ thì nó cũng không tốt cho người phụ nữ. Thích cũng thẳng thắn. Thích nhưng mà biết thôi vậy được rồi. Em có chịu sống thử em nghĩ sao? Tìm hiểu, đi chơi với nhau, tiếp xúc nhau. Một phần nào đó cũng sẽ hiểu nhau, tính nhau nhiều rồi. Nên là không nhất thiết là phải sống thử. Tại vì em cũng quan niệm là như vậy cũng rất là thiệt thòi cho con gái tụi em. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, dù ai đúng ai sai không cần biết, bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả. Cho nên quý vị phải yêu thương phụ nữ nha. Cho càng có tay cho phụ nữ. Nói vậy thì cũng công bằng, nhưng mà anh thấy rằng cũng có một vài người sau khi sống thử nhau chia tay là bạn trai cũng gọi là thiệt thòi hơn nhiều bạn nữ. Thiệt thòi gì đâu, nói nghe thử rồi thiệt thòi thiệt sao. Thiệt thòi hơn á. Thành ra đừng bây giờ mình nói giờ cái gì cũng phụ nữ thiệt thòi hết. Vậy cũng không công bằng với phụ nam đúng không em? Rồi thôi cho càng có tay cho phụ nam. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ vô lại vấn đề là chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ khi mà chúng ta sống thử với nhau.
Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao hơn em khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi. Em thích bạn trai vừa người. Em quan trọng về tính cách hơn. Bạn ấy là một người chín chắn, trong đó thì pha lẫn một chút hài hước, một người tâm lý, biết xử sự với mọi người khác. Em thích bạn trai có mùi nước hoa nặng nồng quá. Không thích nước hoa? Dạ đúng rồi. Em có xài nước hoa không? Dạ không. Bạn này thích mùi cơ thể. Không lo. Có những dịp quan trọng như là gì đó em mới xài. Em có đọc một cuốn sách đó là khi mà mình sử dụng nước hoa không phải là mình thể hiện bằng cách gì mình, nhưng mà mình đó là mình tôn trọng phía đối diện. Bạn bên đây hơi tâm lý đó, hơi chín chắn luôn đó. Trời, bên đây ngon, đàn trai ngon lắm mà. Đùa. Cao nhiêu? Chiều cao của em nó không ổn định lắm chị. Chiều cao mà không ổn định, cân nặng không ổn định chứ chị. Chiều cao mà không ổn định là sao không? Dạ, hồi đó em đi học ở Cần Thơ, em đi khám sức khỏe, đo em là 1m65. Trước khi em đi Nhật á thì em có khám sức khỏe lại một lần nữa á. Rồi. Người ta đo em 1m64. Vậy là 64 chắc à. Bây giờ đi về. Rồi cái qua bên Nhật á, khám sức khỏe định kỳ hàng năm á, người ta đo em có 1m63. Bữa hộp em mới đi khám thì lại quay lại 1m64. Giờ đo lại chắc 1m62 quá. Tôi hỏi cân nặng thật ra thấy cũng dí dỏm hài hước. Cô này cô thích người vui vẻ. Quan trọng nè. Dạ. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc 2-3 năm nữa. Được rồi. 2-3 năm nữa rồi em chờ được không? Em muốn bao lâu nữa kết hôn? Dạ em nghĩ thì em cũng còn trẻ, em cũng dự định khoảng 2-3 năm nữa em mới kết hôn. Lúc đó thì em mới cảm thấy là mình chín chắn và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được. Dạ cho chú Nguyên Linh. Chú Nguyên Linh. Ý là tụi già rất là nhiều đúng không? Nó chơi vui thôi. Bạn bên đây rất là dễ thương. Dạ. Người rất là thật tính. Mặc dù bạn đi nước ngoài 3 năm như thấy là cái chất gọi là miền Tây nó rất là rõ rệt. Sóc Trăng đó, làm dâu ở Sóc Trăng được không? Em cũng không biết nữa tại vì trước giờ thì cũng chưa có thử bao giờ. Chưa có thử hả? Thử rồi ngồi đây chi? Trời ơi, chuyện này đâu có thử được. Bây giờ thí dụ bạn trai nó thôi giờ về làm dâu Sóc Trăng đi. Dạ không sao, em có đặt nặng ở đây làm dâu ạ. Em không thích gì nhất ở người đàn ông? Tính toán keo kiệt quá. Con trai ở dơ, tức là người phải sạch sẽ nhìn. Con này có hơi dơ không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ không. Thôi hai thứ đó không có gì hết. Còn gì nữa không? Em không thích con trai mà hói thì khô hoặc có mụn. Nặng như không có. Dạ. Có hói cũng hơi hói hói nữa. Trời ơi sao cái này căng quá vậy? Ủa đã có mụn thì về nặng chứ có gì đâu không thích. Dạ tại vì tính em thích đi ăn, đi uống, đi ăn ngon đi nữa. Em thích là bạn đối diện với em làm sao cho em cảm giác ăn ngon miệng. Có mụn. Ủa thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn như rắc muối tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em có đi với sếp của em, với bạn làm cùng công ty. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À sếp trẻ đẹp dữ ta. Em quen bạn bè, bạn trai, bạn gái gì em có thích người nào có mụn không? Dạ, với cái cảnh em là một phái đẹp thì em suy nghĩ rằng là một người bạn trai thuyết phục bạn gái không chỉ là ngoại hình thôi, nó còn mang ở tính cách, ở lời nói và thái độ nữa. Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy anh Lợi thì có lẽ là bạn ấy có thể thay đổi suy nghĩ dù cho anh ấy có mụn hay không có. Mụn không phải là vấn đề trong tình yêu. Em cảm giác bạn gái thế nào? Chưa xét về lời nói của bạn ấy thì với một sự tương đồng rằng là với bộ trang phục của hai bạn ngày hôm nay thì em thấy là có sự tông sực tông. Em cảm nhận ở lời nói của bạn nữ có một sự chân thành và tình cảm. Bạn nữ rất là dễ thương, đặc biệt là một người mang cái tính cách mà em nghĩ rằng là với một người con trai hiện tại chắc chắn sẽ lựa chọn và sẽ không để bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với một bạn gái như thế. Rồi, cảm ơn. Hay quá. Em có đi dài không? Em đi với em họ và những người bạn thân của em ạ. Con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, hai cô. Người bạn với nhau rồi. Xin lỗi mình nặng mụn chút nha. Em thấy như cái chú ngồi kế chú Quyền Linh bển sao? Anh rất là chín chắn, ngoại hình thì cũng tương xứng với bạn Ngọc. Với lại cái vấn đề mụn á, ý của bạn Ngọc là mụn nhiều á chứ không phải là một xíu. Mụn bọc á không? Nghĩ là nếu như hai bạn đồng ý với nhau, tụi em cũng ủng hộ cho bạn. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn trẻ sẽ gặp mặt. Có 2 phút nha cưng. Kéo màn. Hợp á, bạn trai bên đây cũng dễ thương, bạn gái cũng dễ thương. Nào. Dạ, chào em. Anh đến dịch anh có mang món quà tặng cho em.
Lần gặp đầu tiên thì anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nói chuyện nghe gần gũi. Tông thiệt tông ha. Anh có biết nhậu không? Anh không có được giỏi. Con trai miền Tây muốn biết nhậu. Không nhậu là tốt chứ sao? Em muốn có người có nhậu hả? Dạ đúng rồi, tại trời. em nhậu không được nên em hy vọng khi mà đi chơi với bạn bè có người là gánh thay em. Vậy chắc để anh cố gắng. Đừng vì sắc đẹp mà mê muội đi nhậu như cưng. Cái chuyện này bỏ qua, không có cố gắng. Sau này mà hai đứa có tiến tới xa hơn á thì anh sẽ ở trên Sài Gòn hay là về quê? Anh thì có dự định là anh sẽ làm việc ở Sài Gòn, làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình không còn làm việc thì anh có ý định là phải mình về quê mình sống. Anh thì anh thích ăn bánh ở nhà mẹ nấu nên anh có một ý tưởng là anh muốn mở một cái tiệm bánh gì đó. Bánh gì? Bẹ bánh củ cải. Làm bằng củ cải hả? Dạ. Hùng vốn mở tiệm bánh được á. Em thì cũng có một ý định là sau này em sẽ mở một cái shop bán những cái đồ phụ kiện của nữ như gấu bông chẳng hạn. Dạ. Thì rồi mở chung mặt bằng, một bên bán bánh, một bên bán quần áo, phụ kiện. Dạ. Nói chung mỗi người có một hướng lập nghiệp như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó tình cảm lãng mạn, thuyết phục nhau đi. Thôi em hát đi anh. Được vậy đi. Anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là chết. Làm đại chứ, làm đại chứ. Hèn chi ông ế tới ngàn hai đúng rồi đó. Là hai, ba, bắt đầu. Chưa, để em nhắm lại cái điều. Rồi, nhắm rồi. Anh yêu em nhiều lắm và anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm, không như gió bay ngang qua. Đưa đôi tay anh ngắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi ngắm. Người yêu ơi. Nói câu gì đi em, nói sao nhanh lên, cơ hội cuối cùng nè, 20 giây. Anh sẽ hứa thực hiện những gì em mong muốn. Buông cái nắm tay ra đi. Dạ, cố gắng nặng hết mụn. Câu này dễ thương nè. Đây, nút bấm đây. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 1 2 3 Ở dưới chỉ đạo lớn ghê ha. Hết thời gian. Ủa? Ủa gì? Có bóng mà. Có không? Có rồi kìa. Giật mình hả? Thời dễ thương quá. Bóng mà là ủa. Bẻ ngón tay hoài, nắm tay người ta đi. Thấy sao? Thấy có điện mới giật giật. Hùng gái, Hùng gái đi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có một không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ, anh cảm ơn. Trai tài gái sắc. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Áp dụng lên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Có va chạm gì chưa? Chưa. Có hôn chưa? Chưa. Vậy là còn Nguyên. Cái gì sâu đậm nha chưa? Dạ chưa chị. Hiểu từ Nguyên không? Dạ tưởng nó không hiểu tôi phải giải thích nữa. Rồi, sau khi thưởng thức một miếng bia muốn xỉn rồi, bây giờ sẽ làm tốt nhiệm vụ mai mối của mình đây quý vị ơi. Bạn trai chờ Tường lâu không? Dạ không chị. Xin lỗi nha, tại hơi tham ăn hốt uống chút xíu cho nên là vô trễ 5 phút. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái vô để trò chuyện với em nha. Dạ. Rồi, tới ghế rồi, bạn trai. Mời vào. Mời hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Chà, cái tướng hai ngày này sao thấy cao dữ vậy? Bạn nữ giới thiệu trước. Mời em. Em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thụy Thiên Lý. Năm nay em được 26 tuổi. Quê quán của em là ở Bắc Giang. Và em sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Hiện nay là em đang theo nghề giáo viên mầm non. Mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Vòng Phương, năm nay 26 tuổi. Quê em ở Đắk Nông. Hiện em làm việc ở Bình Dương. Là nhân viên khảo sát thị trường với chấm điểm, trưng bày. Vậy hai bạn có gần nhau không? Mình trao đổi thử coi. Hiện giờ là anh ở đâu? Hiện giờ ở Tân Nguyên, xã Khánh Bình, Tân Nguyên, huyện Bình Dương. Vậy là hơi xa chỗ em rồi, em ở Nhân Trạch, Đồng Nai lận. Tầm 60.
60 cây. Rồi đó, chạy có 1 tiếng đồng hồ chứ nhiêu tiếng, 15 phút chứ nhiêu gì đâu mà xa. Em đang sống ở Bình Dương đó là sống với ai? Dạ với anh chị. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ giờ đang ở Đắk Nông. Em có ngày nào tới Đồng Nai chơi chưa? Đồng Nai, Long Khánh là nhà của ông nội em ngoài đó. À vậy hả? Dạ em sinh ra Đồng Nai. Ủa sinh ra Đồng Nai kìa. Rồi giờ có hay về đó chơi không? Có về tới về đó tầm 70 cây. Vậy giờ nhà đó là ai ở? Dạ nhà đó giờ là chú với cô ở. Rồi ông nội có cháu đích tôn không? Cháu đích tôn rồi em. Trời ơi, cháu đích tôn đó nha, phải giỡn đâu nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cơ? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ và dễ hòa đồng. Điểm yếu? Dạ điểm yếu của em thì đôi lúc thì em cũng nhát, hơi nhát, lười. Nghĩa là giống như là mình biết làm đó nhưng mà mình lười, mình không có làm. Trời biết. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng nấu ăn được. Còn việc nhà, tại nhà em là ba anh em trai hết, nên việc nhà là em cũng có làm. Với lại là trước giờ em cũng đi, hồi đó em làm ở Bình Dương một mình, em cũng ở trọ mình, cho nên nói chung việc gì, việc nhà là em làm được hết. Còn điểm yếu của em là cảm thấy là em hơi nhát, em dễ sai ai mà ví dụ sai sai em cũng làm. Ai sai cũng làm hết? Không, ví dụ như người thân, người quen gần gần đó sai em hay làm. Là dễ dụ lắm, nó ngọt 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 là dụ là làm nhờ hết. Nhờ thì giúp được em làm, còn không làm được thì em im im thôi. Ví dụ như bạn gái giúp làm việc nhà, giống vợ kêu làm việc nhà giùm vợ, vợ mệt, đi làm về mệt quá rồi kêu em phụ giặt đồ hay là lau nhà gì đó, nấu ăn phụ em làm không? Đâu, cái đó em làm được mà. Tôi tưởng cháu đích tôn không biết làm gì hết, biết làm, phụ vợ, được nha. Em đến với chương trình em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì là cao 1m65. Em cao nhiêu? Dạ, trên 1m7 nhưng mà không biết 7 mấy. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m60. Rồi, bên đây còn đòi yêu cầu gì nữa? Dạ, yêu cầu của em là phải biết hiếu thảo với lại bố mẹ. Với lại có trách nhiệm với lại cuộc sống của mình. Không cần phải là đẹp trai hay là như thế nào cho lắm. Hỏi được không? Hỏi nếu mà biết chia sẻ quan tâm hay là yêu thương bố mẹ mình thì dù hói hay là như thế nào thì cũng không sao cả. Bụng bự được không? Dạ được, không sao hết ạ. Ống nhòm ống nhách được không? Không sao ạ. Trời tại ơi. Vì miễn sao mà biết yêu quan tâm và yêu thương và không có bị kiểu như là không có lãng trách nhiệm của mình đi. Cô gái trong này đúng trách nhiệm của mình là được. Không rồi. Có cần tiêu chí nhiều, chỉ cần yêu thương cổ, quan tâm đến những người xung quanh là được. Thế còn em tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì em thích một bạn nữ là có một khuôn mặt tròn dễ thương thôi, chứ ngoài ra thì ví dụ như cao hay thấp em không quan trọng, em thích vậy. Ủa tại sao thích mặt tròn? Tròn nhìn dễ thương nữa. Kiểu như mặt chị vậy là mặt gì? Chị thì mặt vuông vuông. Vuông đâu mà vuông? Mặt có gì mà vuông? Mặt vuông dữ lắm không? Không, không đó không biết. Em tìm thử coi, chàng trai mà em mong muốn tìm kiếm nó có trong đâu đó không? 2, 4, 6, trong 8 cô gái này em lựa ra một cô. Họ có đoán ra được nhau không quý vị? Họ có lựa chọn ra được nhau không? Ủa sao em đoán là cô đó? Thì em nghĩ vậy tại chi tiết là em thích em chấm đại phải không? Em cầm đi cưng chút xíu nữa chị mở cửa trái tim ra em coi em chấm trúng hay chấm sai nha. Sao tại sao em chọn anh đó? Em chọn lại thôi tại vì cũng dáng cao giữ nguyên nha, để tay vô mặt anh đó nè. Bây giờ Tường sẽ mở ra, ai mà sai Tường sẽ phạt nha quý vị nha. 1, 2, 3 mở cửa trái tim. Sẽ là người bị phạt. Sao? Em đúng không? Sao không đúng? Đúng rồi. Đây nó không giống ạ. Ổng đó chứ còn ai nữa. Trời đất ơi, nó chọn đúng rồi mà còn hỏi không. Mở ra nhìn mà còn hỏi đúng không? Muốn bị phạt luôn hả? Rồi bây giờ này ảnh bị phạt nè. Vậy em muốn anh chị phạt ảnh gì đây? Em nhìn em biết cổ là ai chưa? Từ từ chứ. Trời ơi. Đây. Này phải em không? Mà nãy cổ chọn cô này nè. Rồi là sai rồi đó. Giờ phạt gì đây? Rồi em cảm ơn anh. Hoa là em cũng có món quà tặng em. Có sức khỏe không? Có chơi thể thao gì không? Có, nhưng em thể thao không có chơi. Lúc trước em có đi tập lâu rồi, đi tập hết nhưng giờ không có làm. Cũng bự quá. Giờ thử 5 cái đi. Nhẹ nhàng, hình phạt nhẹ nhàng. Có 5 cái hít đất mà hít không nổi nữa hả? 1. Trời ơi, chẹt cái tay chẹt lẹt vậy. 2. 3. 4. 5 cái tội đoán trật. Đau lòng quá ha cưng. Dạ. Rồi về vị trí, cảm ơn em. Tình trường cho em thở nghỉ mệt chút, lắng nghe cổ nha. Dạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Hai mối tình. Một mối tình là đơn phương
Và mối tình, một mối tình cuối là làm trong công ty. Quen nhau được có đúng 2 tháng. Lý do sao chia tay? Lý do là không có hợp tính nhau. Bây giờ chị nghĩ là cái tình duyên của em nó cũng chưa có gì mặn mà. Dạ. Mới quen là mới chớm nở à. Có va chạm gì chưa? Dạ chưa. Có hôn chưa? Chưa. Vậy là còn nguyên. Mối tình trước là yêu đơn phương đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình này thì cách đây khoảng 6 năm rồi. Nhưng mà cũng chưa có gì mặn mà. Dạ. Hiểu cái từ nguyên không? Dạ hiểu. Tưởng nó không hiểu, tôi phải giải thích nữa. Thế còn em, tình trường em sao? Lúc em cách đây cũng 3 năm rồi. Có quen một người được hơn 1 năm. Bạn ấy nói là mẹ bạn ấy không đồng ý cái bạn ấy như vậy. Có mối tình nào sâu đậm chưa? Thì chỉ có một cái đó. Va chạm gì chưa? Cái gì sâu đậm với nhau chưa? Dạ chưa, chỉ có như là có nắm tay này là họ đi chơi vậy thôi. Dạ. Có hôn chưa? Hôn có. Hôn ở đâu? Hôn má. Hôn má thôi à? Dạ. Hôn môi chưa? Chưa. Biết hôn môi không? Có coi phim nhưng mà trên phim của Hàn Quốc nó có chiếu nhưng mà... Lúc mình thấy người ta hôn mình thấy trong người như thế nào? Chưa biết cảm giác nữa. Ủa mà tại sao quen quen bao lâu? Hơn năm. Hơn năm mà tại sao không hôn? Chắc không hôn người ta nên ta bỏ chứ gì? Không biết. Cái gì cũng không biết hết trơn vậy sao không đi? Cái đó thì không biết người ta nói sao nghe vậy thôi chứ. Trời hiền quá, thật thà quá à. Rồi bây giờ quen nữa có hôn không? Quan trọng là bạn người ta có đồng ý không thôi chứ còn đó. Không, mình không làm sao mình biết ta đồng ý hay không. Mình phải nhào vô lúc nào tình cảm, chỗ nào không khí lãng mạn. Quen nhau hiểu nhau lâu rồi, chẳng lẽ bắt con gái người ta chủ động. Không khí nào lãng mạn thì mình hôn. Rồi mình hôn thì ví dụ như người ta không cho thì người ta đẩy mình ra. Và quá ai mà thô thiển lắm thì ta quýnh cho một cái thì cũng đâu có sao. Còn nếu mà người ta cho thì mình được hôn. Nếu mà chị thích anh nào nè, anh theo anh cua chị nè, chị thích ảnh nè. Mà bây giờ đi chơi hoài đi mà cái anh ảnh không có làm gì mình, không nắm tay, không hôn luôn. Bực bội trong người chứ, ủa con này nó không thích mình hay sao vậy ta? Hay nó bê đê, sao nó không hôn mình? Hiểu hiểu ý chị nói không? Dạ hiểu. Mình phải mạnh dạn lên. Ví dụ mình tôn trọng bạn gái thì mình hỏi em, cho anh hôn em nha. Thì ví dụ bạn gái mà không, là có nghĩa là mạnh quá thì mình không dám. Nhưng mà bạn gái cười là có nghĩa là người ta cho. Thí dụ bây giờ em nghĩ nếu bây giờ mình yêu nhau nè, mình quen nhau bao lâu thì em sẽ xin cổ cho em hôn? Bao lâu? Thì em nghĩ sao, em thích sao em nói đại đi. Theo em nghĩ là bao lâu? Theo em nghĩ thì chắc nếu như mà cảm thấy có tình cảm gì với nhau thì chứ còn ví dụ như bao lâu thì nó không biết được trả lời thì không biết được trả lời. Dạ. Vậy là bây giờ là ông này ông nhát quá. Bên đây còn nguyên, bên này tôi đảm bảo nguyên luôn 100%. Còn nguyên đúng không? Còn nguyên đúng không? Dạ. Sao hiền quá vậy? 6 tuổi mà chưa biết hôn, trời ơi đau đầu quá. Trời sao tôi mai mối mấy cặp đôi khó quá vậy? Thôi bây giờ về. Bây giờ mời các bạn ăn trưa đi. Ăn trưa cho thư giãn rồi chúng ta sẽ tâm sự tiếp nè. Chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút riêng tư với nhau để trò chuyện. Nhiều khi có chị Tường đây hai bạn ngại. Ít phút thôi, vừa ăn vừa tâm sự. Mời hai bạn thưởng thức món súp hải sản rất đặc biệt của nhà hàng East West Brewing. À, ít phút sau chị Tường sẽ quay trở lại trò chuyện cùng mình nha. Dạ. Tin lên, vừa ăn vừa tâm sự ga lăng lên. Có thể là mời cô ăn, qua đúc cô ăn cũng được nữa nha. Mời em ăn cơm. Dạ. Anh có thể nào mà ở rể được không ạ? Nói chung ở rể thì bởi vì biết sao, nhà anh thì ba những trai mà còn ví dụ ba đâu phải là có mình anh trai đâu, nói chung đó vẫn bình thường. Tại vì nghe nói là anh là cháu đích tôn ở trong nhà. Mình làm công việc gì ạ? Anh là nhân viên chấm điểm trưng bày với khảo sát thị trường. Rồi anh thấy em như thế nào? Cũng dễ thương. Còn tất cả ví dụ như cái gì thì mới tiếp xúc lần đầu anh nhìn nhận thì thấy khuôn mặt dễ thương thôi. Còn mấy kia chưa biết. Tại em nghe nói là anh thích cô gái khuôn mặt tròn. Nhưng mà em thì không có khuôn mặt tròn. Không, em vậy dạ. Cũng duyên. Nhưng mà em ăn cơm nè. Anh thì anh không biết nấu canh chua nhưng mà anh thích ăn nhất là cái món canh chua. Thế anh có biết nấu ăn không? Nói chung anh nấu mấy món mà nó chua cay như là bò thì thường anh làm á là anh có khóm với lại cà chua á, rồi sau đó anh xào lên anh làm nước mắm chua ngọt riêng anh đổ vô cho món ăn của anh làm là anh nghĩ vậy thôi, thích ăn sao nghĩ làm vậy thôi chứ. Thế anh có ăn hải sản không, biết nấu không? Biết nấu không, cái này thì anh chỉ là toàn những món ăn của anh là những món xào nè, ví dụ như bò xào hoặc là này nọ xào thôi. Chứ còn ví dụ như cái này thì anh chưa có tham khảo. Tại vì em thì em không biết ăn hải sản. Em hỏi vậy thôi. Dạ.
Lần đầu ăn vậy, trước giờ anh đâu ăn kiểu này nhìn thấy rất là lạ. Một tuần anh đi làm mấy lần? Một tuần anh đi làm thông thường đó là... Nói chung cái công việc của anh là nó có dự án. Ví dụ như là cái dự án đó là mình làm xong mình xong mình nghỉ. Còn ví dụ như mình thích nghỉ thì mình nghỉ thôi. Nhưng mà cũng phải nói với lại cấp trên một tí. Ví dụ như là bữa nay mình có việc mình đi đâu hay gì đó, mình nói cấp trên tiếng là mình nghỉ thôi, chứ không có khó khăn gì. Tập này nhát lắm, tôi phải vô kiểm tra coi có nói chuyện được gì với nhau nhiều không. Ăn ngon không? Dạ ăn được. Tướng lắm. Quay hẹn ăn trưa là khi nào cũng được ăn hết trơn á. Thế thì theo em, nếu như mình nhìn quen nhau mình chờ được tới lúc đám cưới luôn rồi đó, thì đêm tân hôn mình làm gì? Thì đêm tân hôn thì nói chung cái chuyện đó thì phải đến mới biết. Còn này cái này không nghĩ thôi, suy nghĩ không, thử cái luôn. Này nhưng mà nó tế nhị phải không? Sao tế nhị? Phải tưởng tượng ra mình mới biết lúc đó mình làm gì chứ, chứ ngồi tới đó không biết làm gì rồi sao. Rủi như bữa nào tới đó đêm tân hôn cái mình không sắp xếp kế hoạch sẵn, rồi rủi mình lỡ quá chén mình nhậu xỉn rồi mình ngủ luôn sao? Không, em nhậu, ví dụ có nhậu nhưng mà nhậu phải biết chứ chị, như thấy mà mệt mệt mà trốn chứ đâu để mà nhậu xỉn. Nhưng mà em có biết nghĩa vụ đêm tân hôn là mình phải làm gì không? Dạ biết chứ. Làm gì? Dạ thì cái cười trời, tại bạn gái này cũng đâu biết, cả hai đều là những người chưa bao giờ yêu hết trơn thì chị phải hỏi chứ. Thì cái đó thì có nghe nhưng mà cũng có, nói chung là cũng có hiểu nhưng mà nó tế nhị quá. Có nghe có hiểu mà nói không dám nói nữa rồi biết làm không? Cái đó dạng như là nó thuộc dạng giống kiểu như là cái bản năng của mình là sao mà nhưng mà bản năng thôi, tùy theo bản năng chứ chị. Là chắc chắn phải biết. Dạ. Bản năng là tự nhiên trời sinh ra là phải biết. Chắc vậy. Rồi thôi được rồi, hỏi cho vui, tại hai bạn nhát quá thôi, tôi ghẹo hai bạn thôi, chừng khán giả la tôi đó. Rồi bây giờ tôi cho hai bạn chơi thêm một vài cái game nhỏ nhỏ để mình dạng dĩ hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn nha. Rồi mời bạn gái bốc trước nè. Đọc lớn lên giùm chị Tường coi. Nói thật điểm bạn không thích ở đối phương. Rồi nói đi. À, nói chung mà không thích ở đối phương là hung dữ quá. Nãy hả? Không, ý ông nói không thích đối phương. Úp đây nè, nhận xét cụ thể người này nè, hết hồn, tưởng tôi nói cổ dữ. Nãy giờ mình tiếp xúc nè, là... nhìn nè, bóc dạ. Dáng, mắt, mũi, miệng, tướng tá nè, nói chuyện nè, quan điểm nè, tất cả mọi thứ từ trong lẫn ngoài. Điều gì em không thích nhất ở cô gái này, phải nói thiệt nha. Em thấy, ví dụ như em thấy em thì hỏi thiệt là em hơi ốm thôi. Chứ không hơi chê, nhưng mà nói thiệt là... Dạ. Nhưng mà cái vấn đề mặt ốm thì em nói em không quan trọng, em thích là mặt tròn dễ thương. Ví dụ em nói thôi chứ còn em không quan trọng nữa. Nói chung còn... là đốn em hơi ốm. Thì đàn ông ta thích cho đẩy đà chút, cho nó về, cho nó mắng đẻ. Đẻ cho nhiều, muốn đẻ mấy con? Em nghĩ một con. Rồi giờ em chăm sóc sao cho cổ mập mập lên vài kilo được không? Không, nếu này chăm sóc thì cái này ví dụ này muốn mập lên dễ mà chị. Sao dễ? Thì vẫn đi ăn thôi. Ừ đúng, thì vậy gọi là chăm sóc đó. Rồi bóc một lá đi nè. Dạ. Rồi đọc lớn lên cho tôi nghe coi. Cảm nhận thật lòng về người đối diện. Rồi tới phiên em đó. Dạ, thì thấy anh thật thà, với lại đôi lúc thì kiểu như thấy cũng hiền. Dạ. Và hỏi cái gì thì trả lời cái đấy thôi. Cũng chưa có bạo dạn cho lắm. Nhưng em có thích người như vậy không? Dạ thấy cũng được ạ. Hai bạn này dễ thương, cho thêm một cơ hội nữa để hiểu nhau nhiều hơn. Cảm nhận thật lòng của bạn về người đối diện. Không, bây giờ ta ngược lại bên đây. Nói chung là anh thấy cảm nhận là thấy nói chung là mặt thì dễ thương. Rồi tính cách thì nói chung là cũng hơi ít nói như em. Rồi hai bạn yêu nhau rồi đó, đi chơi hẹn hò rồi ai nói? Nói chung lúc đó sẽ tùy theo cái khung cảnh, cái nói chung cái môi trường như thế nào. Ví dụ nó mới có chuyện để nói, ví dụ như công viên thì thế nào, nói chung nó phải có cái chương trình mới mình mới có câu chuyện được, em nghĩ vậy. Tùy theo thời gian, thông gian và bối cảnh đúng không? Dạ. Nói thật điểm bạn không thích ở đối phương. Rồi, có hai nói hay vậy. Người hơi mập hơn em. Trời ơi, cái gì vậy cô, cái này trả đũa nè. Người ta không thích mình hơi ốm, cái mình nói người ta hơi mập. Không, em tầm đâu có mập. 70kg à. Ông này nếu mà em nói mập là chuyện đồng ý. Mỗi em không thích nhất trên là cái bụng anh hơi bự thì tôi đồng ý. Bụng em cũng cái bụng vậy hơi bự thôi chứ cái người không có mập. Dạ tại vì từ nãy thì chị nói là nếu mà con trai mà bụng bự thì được không, chịu không?
Thì cái đó là nên là em không có nói tới nữa. Chứ đâu có mập. Ảnh cao ráo mà. Không, tại vì mập hơn em. Mập hơn em mà em không thích hả? Thôi được rồi, bây giờ vậy thì cho hai bạn một cơ hội nữa. Giờ không có bóc bài gì nữa, bóc bài là mình chơi game thôi. Bây giờ thật sự trong lòng các bạn ngày hôm nay đến với chương trình, gặp chị Tường, gặp một người đối diện với mình như thế này, trò chuyện từ nãy đến giờ, mình hãy nói thật sự trong lòng mình, mình cảm nhận về đối phương ra sao. Anh có xác định là, nói chung là anh sẽ, ví dụ như là người đối diện mà hợp thì anh chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm. Như tất cả, ví dụ như những công việc nào hỗ trợ được, làm được, anh sẽ làm. Sẽ nói chung là sẽ không để cho bên người đối diện thiệt thòi. Hát giao lưu cái cho vui đi. Từng hạt mưa rơi chi tách bên hiên nhà, lòng thầm mong một ánh mắt hơi ngại quá. Hát lớn lên coi, tôi ngồi đây mà tôi không nghe được gì hết. Ví dụ như cao kê thì em hát được, con này như... Thôi kệ đó, hát ma hết đất nữa nha. Bây giờ một là bạn trai hát, hai là bạn gái hát của bồ, còn không tôi cho bạn trai hết đất nữa, mới ăn no hết đất cho trào cơm no luôn. Em là theo ngành này nhưng mà em không có khả năng để hát hay. Rồi không cần hát hay, miễn hát cứu bộ, cứu bạn trai được rồi, còn không tôi cho hết đất nè, lẹ nè, hết thời gian rồi nè, đói bụng rồi nè. 2, 3. Giữa mênh mông hoa mặt trời, trải dài cuối chân đồi phía xa, ngồi bên anh mãi không rời. Cứu em mà không còn chịu vỗ tay nữa. Người ta cứu mình mà mình còn không chịu vỗ tay nữa, thiệt tình. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. À, một chút xíu nữa sau khi mà chị Tường đếm từ 1 đến 3 thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Bấm là trao duyên cho người ta, mất cái duyên của nhau. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi, về đứng một phía đi nè. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và hôm nay chính thức chúng ta là trở thành một cặp đôi tình nhân. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm hiểu nhau thật là kỹ để sớm báo ngày có cái tin vui để báo cho chị Tường cũng như báo cho chương trình. Và một nụ hôn dành tặng cho nhau ngày hôm nay để kỷ niệm một ngày rất đẹp. Xin ta chưa? Đó. Không đâu có xin gì đâu. Rồi là cho đó. Rồi mai mốt á, hôn lên môi cũng xin như vậy đó, hiểu không? Là cũng các bạn cũng gật là hôn, hiểu không? Dạ, dạ, phải dạ. Sinh nhau dạ. Một tháng thôi nha, 3 tháng không sinh là người ta chia tay nữa đó. Rồi ông thở kìa, ông sắp xỉu rồi kìa. Không không dạ. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn hạnh phúc nha, cố gắng lên nha cưng nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Và như vậy thì ngày hôm nay rất là may mắn, Tường cũng đã kết nối được cho hai bạn này rồi. Họ hơi nhát đúng không quý vị, nhưng mà rất dễ thương. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm hiểu được nhau kỹ hơn, rồi sẽ cùng nhau về chung một nhà quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc, 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành. Đó, thấy chưa? Chị Tường cộng căng đúng không hả? Chị Tường cộng lên 9% nữa là 99%. Trời ơi, hai bà chị, hai bà chị ơi. Chị đang đại diện đàn trai bà chị. Sao em đã có lòng tin lại với đàn ông chưa? Càng nói em càng sợ. Bảy lọc khí sáp với công nghệ plasma cluster ion đến từ Nhật Bản, tạo mật độ ion cao, tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi toàn diện, ức chế virus trong không khí, tạo ra không khí trong lành. Sáp thanh lọc toàn diện, năng lượng trong lành. The original. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cát Tường xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình.
thưa quý vị, cứ mỗi tuần thì chúng ta sẽ được gặp nhau, rồi còn gặp có cơ quan viên hai họ nữa, bên đại diện nhà trai, đại diện nhà gái, họ đến để cổ vũ tinh thần cho những người thân trong gia đình của mình. Hôm nay cảm xúc của em thế nào? Em rất ổn. Em rất ổn. Chị tương đối thôi. Thôi, chúng ta hãy cố gắng hết sức, còn sự quyết định là tùy thuộc vào những người tham gia chương trình. Đúng rồi, vậy chị, đập tay nè. Yeah. Ok. Và như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện tại sân khấu này của hai chàng trai trong chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp. And I land them down. Oh, xinh quá, xinh luôn á. Hai cô gái thật sự là xinh xắn. Rồi, bây giờ thì thôi, chị sẽ hỏi là chàng trai ngồi ghế màu xanh trước. Em tên là gì nè? Dạ, lần đầu tiên thì em xin chào chị Tường. Dạ, chào anh Đạt. Dạ, chào hai bạn gái bên kia. Cùng với lại khán giả đang xem chương trình. Rồi. Dạ, em tên là Quang, năm nay 34 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì Quang cưng? Dạ, Nguyễn Vinh Quang. Nguyễn Vinh Quang. Dạ, nghe cái tên là thấy Vinh Quang rồi ha. Dạ, thấy ngon lành rồi ha. Em đang làm công việc gì Quang? À, công việc hiện tại của em thì đang là kỹ thuật viên bảo trì và vận hành tuyến mạng. Quê của mình ở đâu Quang? Dạ, thì em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, hiện tại mình đang ở nhà với ba mẹ hay là mình ở ngoài? Dạ đúng rồi, em ở sinh sống với lại ba mẹ cùng với em gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Quang? À, điểm mạnh của em thì có thể là mình vui vẻ, hòa đồng và hay tiếp xúc với mọi người nhiều. Tại vì công việc của em do công việc đó nên trao đổi với lại kỹ thuật viên đó, nhiều tiếp xúc nhiều. Còn điểm yếu? À, điểm yếu của em thì có thể là hơi thụ động xíu, hơi thụ động với lại bạn gái. À, chỉ là chủ động với máy móc với công nghệ thôi phải không? Với bạn gái hơi rụt rè phải không? Nhưng mà cái đó là yếu điểm đó, đúng rồi đó, mình biết mình phải khắc phục. Em sẽ cố gắng khắc phục. Cố lên nha. Rồi hôm nay chị Tường cũng sẽ cố gắng mai mối cho em thành công. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn Quang. Đó là anh chàng ở ghế màu xanh. Ghế màu xanh mà nãy giờ bạn ngồi ghế màu đỏ nghe rất kỹ. À, bạn nữ ghế màu xanh em giới thiệu cho mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Phan Dương Yến Ngọc, năm nay em 30 tuổi. Yến Ngọc. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online và em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Dạ, hiện tại em thì em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Rồi điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ tính nữa. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà không có ngon lắm thôi. Còn điểm yếu của em á là em hay quên. Khi mà cái người nào mà em thân thiết rồi á, em sẽ hơi kiểu mà nhõng nhẽo. Với lại là em không có giỏi giao tiếp. À, không giỏi giao tiếp nhưng mà hoạt bát. Nãy giờ anh thấy em nói chuyện cũng tự tin mà, biết sao tự tin là được. Không gì hết. Rồi bây giờ tới vì bạn trai ghế đỏ nha, nói lớn lên nha cưng. Rồi em tên là gì? Dạ, xin chào hai MC và hai bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Wow, giống... họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thông. Giống MC Truyền Thanh quá vậy. Ờ, bữa nay hai giọng nam tôi tâm quá vậy. Đến từ Nghệ An ạ. Dạ, hiện tại là em đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Wow, là làm công tác gì trong em, bên đội an ninh ạ. Và hiện tại thì em đang hợp tác và làm việc ở một công ty bất động sản bên ngoài, phân phối sản phẩm bất động sản nữa ạ. Bây giờ thì mình tự nhận xét bản thân là điểm mạnh điểm yếu của mình là Em điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, thích nấu ăn và chơi thể thao. Chơi môn gì? Chơi bóng đá, rồi cầu lông, tennis. Còn điểm yếu thì về cái mặt tình cảm thì em hơi rụt rè về cái tình cảm. Trời ơi, hai bạn trai bạn nào cũng rụt rè, chủ động thì sao được. Hèn chi bởi vậy chứ nếu không rụt rè đâu có nhờ tới các tường đâu có lên chương trình đúng không em? Nhưng mà biết vậy nhưng mà cũng phải cố gắng cải thiện nha. Rồi đó là những thông tin của bạn Thông ngồi ở ghế đỏ. Rồi xin mời cô gái ghế đỏ bên kia. Thì lời đầu tiên cho em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường với lại hai anh đang ngồi phía dưới và toàn thể mọi người đang xem qua màn ảnh. Em tên là Kim Hoa, năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Khánh Hòa. Công việc em là gì? Dạ em đang làm trợ lý cho công ty thuốc đông y, thì ngoài ra em cũng có làm thêm cái việc phụ nữa. Việc phụ gì? Dạ, em review những cái sản phẩm á anh. À. Em up lên kênh Facebook của mình á. Rồi điểm mạnh điểm yếu em? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn,
Nói chung là em luôn coi gia đình là số 1. Nói chung là cái gì cũng phải là gia đình em trước hết. Và cái thứ hai nữa là em độc lập từ nhỏ. Lúc ở nhà đi học thì ví dụ như hè là em vẫn hay đi làm thêm ở dưới Nha Trang á, thành phố Nha Trang á. Còn khi mà vào Sài Gòn á, năm 2015 thì em vừa học mà vừa đi làm á, là em đã lo từ đó rồi, là từ đó là em không bao giờ em lấy tiền bố mẹ. Em đã có tính tự lập từ hồi nhỏ rồi đúng không? Còn cái điểm yếu của em thì em không biết ở đây có ai giống như em hay không. Chứ, em có một cái điểm xấu cực kỳ luôn là em thức khuya cực kỳ luôn. Thậm chí là hồi sáng nay em thức tới 3-4 giờ sáng. Cái đó là cái điểm yếu. Suy nghĩ về cái gì mà em không ngủ được? Không. Hay là tại em, vì thói quen? Bây giờ em cũng đơn giản, em cũng bình thường, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà em lại có cái tật là em lướt Shopee. À, lựa đồ. Coi đồ gì thích hợp thì tôi mua. Không, em không mua. Em cho vô cái giỏ hàng á anh, là nó đầy hết luôn. Em không mua, em chỉ vô Shopee và em lựa thôi, chứ em không có mua. Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Em thường ngủ, nói chung là đêm thì em thức tới 1-2 giờ sáng. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng là em vẫn còn ăn luôn. Ăn luôn, ăn đêm luôn. Ăn đêm luôn rồi sao giữ được cái body hay quá vậy? Em ăn nhiều lắm nhưng mà em không hiểu sao em không mập nổi luôn. Cái mục tiêu vấn đề là sáng mấy giờ em thức dậy? Dạ, sáng thì nếu như có công việc á chị thì tầm 8-9 giờ. Còn nếu như không có công việc mà ngày nghỉ á thì em ngủ đến khi nào em muốn dậy thì em dậy thôi. Em trai, ghế màu xanh, tình yêu mấy mối tình rồi cưng? Thì em thì chỉ có một mối tình là tình đầu thôi. Tình đầu luôn, tình đầu là tình cuối luôn. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Chia tay thì chắc khoảng cách đây 7-8 năm rồi. Trời ơi, con tim nó giá lạnh 7-8 năm rồi. Cái mối tình đó là quen được bao lâu? Em quen bằng đó thì tầm khoảng 5-6 năm rồi. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì có thể là do mình hiểu nhau quá nên mới chia tay. Trời ơi, oan nghiệt không? Yêu nhau không hiểu nhau cũng chia tay, mà hiểu nhau quá cũng chia tay. Em nói rõ một chút đi, chứ chỗ này có nhiều khán giả đang hoang mang chưa hiểu đó. Thì có thể là do em chưa tốt với bạn ấy là sao? Là do em chưa tốt với bạn ấy là sao? Con tim giá lạnh tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Tự trách bản thân hoài. Bây giờ cô gái ấy có chồng chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Thí dụ như quay lại với em thì em sao? Thì có lẽ là do thời gian lâu quá thì em cũng không còn tình cảm rồi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Tại vì nấu ăn là cũng còn ba mẹ chứ có em gái ở nhà. Thì nấu ăn thì có thể là ba mẹ em sẽ... gan quá. Ba mẹ sẽ nấu luôn cho mình à. Em gan quá. Dạ. Ba mẹ nấu okay. Cho em ăn thôi nha. Chứ không có ba mẹ nào đi nấu cho con dâu ăn hết. Dạ, tại vì mẹ em dễ lắm. Giờ con dâu làm gì trong nhà mà không nấu ăn để ba mẹ, để mẹ nấu ăn? Ví dụ mà về thì có phụ với mẹ. Hoặc là không biết nấu gì đó thì đứng bên thì học hỏi về sau thì sẽ nấu thôi. Có thích vợ ra ngoài làm việc không hay là chỉ thích ở nhà nội trợ? Thì nếu cả hai đi làm việc thì nó sẽ tốt hơn cho kinh tế của cả hai thôi. Đó, nó rõ ràng như có phải được không? Bây giờ chị tình yêu của em sao nè, cô gái ngồi ghế màu xanh. Em trải qua ba mối tình. Ba mối tình? Dạ. Mối tình đầu tiên là mối tình hồi cấp 3 của em. Lúc đó còn ngây thơ lắm anh, thì kiểu chỉ là đủ nhau đi học chung rồi hẹn hò rồi đi ăn uống vậy thôi. Thì mối tình thơ mà. Bạn ấy gần nhà em hay là? Dạ đúng rồi, cùng quê. Gần nhà em. Mối tình thứ hai của em là năm em đi lên Sài Gòn này học, cũng là bạn học chung. Em với bạn đó quen được 6 năm. Chà, dữ ha. Là lúc đó vẫn còn đi học hay là đã ra trường rồi đi làm công việc? Dạ, đi học xong rồi ra trường đi làm nữa. Vẫn còn giữ mối quan hệ? Dạ, đúng rồi. Rồi sao? Do là cũng quen lâu quá rồi thì kiểu như cả hai kiểu như không có vun đắp cho cái mối tình này nữa. Với lại là đi ra ngoài làm rồi kiểu như là gặp cái người nó phù hợp hơn á. Thì bạn với em thì quyết định là chia tay. Khoảng... Sao đó có quằn quại không? Có đau không? Dạ cũng có chứ. Khoảng bao nhiêu lâu? Buồn thôi chứ không buồn đúng không? Dạ. Vô tình thì em mới gặp được một cái bạn là mối tình thứ ba của em. Là bạn đó ở Mỹ về. Lúc em vừa mới chia tay á thì bạn cũng mở lời, thì mình cũng tìm hiểu với lại làm kiểu như thấy bạn cũng lịch sự á. Em thích cái mẫu người vậy á. Thì cũng tìm hiểu xong rồi khoảng 2 tháng thì bạn về lại Mỹ. Tại nó cũng không sâu đậm nhiều với cũng không có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều á anh. Thì tụi em chia tay. Rồi tới em độc thân tới bây giờ. Đây bao nhiêu lâu? Cách đây chắc phải 4 năm. 4 năm rồi? Dạ. Con tim giá lạnh cũng được 4 năm rồi. Nhà mẫu người của em như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông mà em thích là người điềm đạm, chín chắn. Điềm đạm, chín chắn? Dạ, nói ít thôi nhưng mà làm nhiều. Cái gì mà anh đã hứa với em rồi thì anh phải làm được.
Em quan niệm là đàn ông là trụ cột gia đình, ảnh phải là cái người làm cho em nể. Có nghĩa là nói được làm được, với lại là có cái sự nghiệp vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình. Có cần ngoại hình không nè? Ngoại hình như thế nào? Em chuẩn tính cách thôi, nhưng mà em tính nếu cách mà cao được nó thì tốt. Cao 7 giờ lên là được. Thôi 7 giờ lên là ổn đúng không? Dạ. Khỏe khoắn, nếu mà chơi thể thao nữa thì tốt. Em cao mét mấy gân Quang? Dạ em 1m68. 1m68 được, cân trả giá 2 phân chắc được. Rồi tới em á, tình trường em sao? Em hiện tại an ninh nè, an ninh sân bay nè. Thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì hồi cuối năm cấp 3, xong rồi đi học đại học xong là chia tay. Tại vì một người ở ngoài kia, một người ở trong này. Rồi, đồng ý. Những trẻ nó không có định hướng chung. Mối tình thứ hai thì lúc em công tác ở trên Buôn Ma Thuột thì cũng 1 năm. Còn mối tình đổi công tác chia tay luôn. Dạ, xong rồi em chuyển xuống đây rồi bạn đó xong rồi chia tay em 2-3 tháng bạn là lấy chồng rồi. Xa mặt cách lòng. Dạ, còn mối tình thứ ba thì em ở dưới này thì em quen được 4 năm. Có tình cảm rất nhiều nhưng mà sau đó thì về gia đình hai bên không hợp nhau. Dạ, kiểu người miền Bắc và miền Nam á, xong rồi không phù hợp. Thì đến đây chương trình hôm nay thì cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, yêu thương gia đình là số 1. Thứ hai nữa là phải sạch sẽ, nói chung là tươm tất. Em thích là con người, con gái là phải khi nào cũng chính chỉnh chu. Đúng, sạch sẽ, thơm tho, sạch sẽ. Biết lắng nghe, chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Không cần cô gái đó biết nấu ăn, em biết nấu ăn, em thích nấu ăn. Thích nấu ăn, dạ. Có thích mẫu người phụ nữ tự lập không? Dạ, tự lập càng tốt ạ. Tự lập thì càng tốt. Dạ. Hay quá chừng luôn. Em ơi, cô gái ngồi ghế đỏ nè, chuyện tình yêu của em như thế nào? Dạ, chuyện tình yêu của trải lòng đi nè. Thì hơi rắc rối một tí xíu. Rắc rối? Tại thấy em xinh quá chừng. Chắc em phải dùng một cái từ là lý thuyết à. Lý thuyết là như thế nào? Dạ, có nghĩa là em cũng cấp 3 em đi học á, thì em cũng kiểu như là muốn quen thử cho biết như thế nào. Thì kiểu như là tình học sinh thì em không có nói. Còn từ đó trở đi là kiểu như anh đó mở hàng sao mà em không quen được ai luôn. Anh đó mở hàng sao mà em không quen được ai luôn. Mà em dính chữ lý thuyết vô chi anh không hiểu. Cái chữ, lý thuyết. Cái chữ lý thuyết đó có nghĩa là em nhắn tin với rất nhiều người. Qua lý thuyết tình yêu đồ em nắm rất là kỹ nhưng mà em chưa có được thực hành. Nghĩa là mới giỏi trên lý thuyết thôi chứ còn kinh nghiệm nữa. Em nhắn tin với rất là nhiều người rồi nhưng mà em chưa bao giờ em quen được luôn. Từ lúc anh đó mở hàng đó rồi. Vì sao mà mở hàng kỳ cục vậy? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ chắc quen mấy tháng rồi. Tại vì hồi đó là em học lớp 10, anh đó học lớp 12 á. Quen kiểu như quen cho vui. Tại vì em nghĩ là quen cho biết thôi. Xong quen xong em cũng hết muốn quen ai luôn. Mỗi lần mà em mà muốn quen ai là em thấy nó kỳ kỳ sao. Sao vậy? Kỳ chỗ nào? Mình phải biết đúng cái chỗ kỳ đó là chị dẹp cái kỳ đó cho em nè. Nói chung là cũng có nhiều cái trường hợp làm em nản luôn. Em không muốn tìm hiểu nữa. Mà kể nghe thử cái trường hợp thôi. Tại vì em là em thích cái người lớn tuổi hơn em. Thì em quen người lớn tuổi thì sẽ có những cái trường hợp là người đó đã lập gia đình rồi nhưng mà giấu em. Thì em là một người hoạt động trên Facebook rất là nhiều, hoạt động trên mạng rất là nhiều. Thì từ những cái thông tin ít ỏi á thì em có thể tìm ra được cái mạng xã hội của người đó và biết người đó như thế nào luôn. Em cũng có gặp một vài người á giấu em những cái gia đình của họ, em biết được thì em ngưng luôn. Dần dần thì em cũng có mở lòng, em cũng có nói chuyện lại với một số người nhưng mà cũng không tới đâu á chị. Em nói rất là nhiều người. Tóm lại là em phát hiện ra đàn ông toàn là lừa đảo. Đàn ông toàn là lừa đảo. Đúng không? Đó thì em chốt lại vậy đi chị. Không phải, đừng có quơ đũa cá nắm đó là trên mạng thôi. Ta nói ta độc thân vô tính nhưng mà sau những đó người bạn ấy là bây giờ được. Hầu như luôn em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành phố. Đó, thấy chưa? Chị Tường cộng lên đúng rồi hả? Chị Tường cộng lên 9% nữa là 99%. Trời ơi, hai bà chị ơi. Chị đang đại diện đàn trai bà chị. Bà chị, trời ơi, thật sự luôn chị, cái đó là em nói thật sự. Đúng rồi, tôi cũng nói thật sự mà. Tôi không có đại diện đàn trai, tôi cũng vẫn là phụ nữ. Không có cái sự sao kỳ với bà chị. Nhưng mà kệ, mình cứ sống vui cuộc đời của mình đi em. Mình phải có niềm tin em. Mình phải có niềm tin mà mình phải hy vọng là mình sống tốt và mình sẽ gặp người tốt. Vậy tương lai mình mới tươi sáng. Và khi em có niềm tin á, thì em mới có cảm xúc. Em có cảm xúc thì em mới có thể xúc động, em mới yêu được. Mà cuộc sống này mà không yêu là coi như thiệt thòi, phí hoài tuổi trẻ. Em ơi, cho nên em phải yêu nha cưng nha. Dù cho là hạnh phúc hay đau khổ gì cũng phải yêu. Đang thật sự là đi tìm cảm xúc luôn á. Đúng. Còn đối với tình yêu là em cảm thấy là em không có cảm xúc. Em về lý trí rất là nhiều. Thì cho nên bây giờ bỏ cái lý trí đi, phải tìm cảm xúc cho chính mình. Cái đó là mình cứu chính mình trước. Còn cái chuyện đàn ông được hay không tính sao nghe cưng. Có cần ngoại hình như thế nào?
Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Bây giờ cái điều quan trọng là em chỉ cần buông cuốn sách lý thuyết xuống và va chạm vào thực hành cho chị. Mọi thứ để chị lo, ok chưa? Đi. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với người thân của các bạn tham gia chương trình nha. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào anh Hứa Bính Đạt ạ. Và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ạ. Em là bạn của bạn Kim Hoa ngồi ghế đỏ ạ. Thì nãy giờ em cũng xem thì em thấy là anh ghế đỏ khá là hợp với bạn em. Bởi vì bạn em thì thực ra là nó bộc trột kiểu vậy thôi, nhưng mà sống rất là tình cảm và lúc nào cũng gia đình ấy ạ. Gia đình là số 1 đấy ạ. Vâng, thì em thấy là thứ nhất là bạn em rất là thích ăn và cực kỳ là thích bóng đá, cho nên là cũng khá là hợp với anh luôn. Trời ơi, thích bóng đá thôi, trên đá chắc gì thích ăn đâu mà em dạ, thì em đó thích em cũng bật đèn xanh cho anh là có lẽ là em thấy là khá là phù hợp, thì anh cứ thử tìm hiểu và cố gắng ạ. Dạ, còn ăn ghế xanh thì đôi khi thì em thấy là bạn em nó hơi bị vui nhộn quá ấy. Thì không biết là về với anh thì không biết là có cảm thấy là có hòa hợp không, vì bạn em nó nói nhiều quá, sợ là anh sẽ bị stress. Dạ, thì nói chung là em nghĩ là hai anh cứ thử tìm hiểu ạ. Thì em cũng chúc là hôm nay thì mọi người sẽ bấm nút và em chúc cho chương trình thành công ạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rồi, mời em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Đạt, em chào tất cả mọi người. Thì chị em là chị gái xanh, chị Ngọc. Tính cách của chị em thì chị em là một người rất là năng động. Cả hai anh đều hợp với chị em. Với anh gái xanh thì anh mà quen chị em là hai người là dẫn đi vòng vòng luôn, nói chuyện họ là vòng vòng luôn, là tới mai là không có kết quả luôn. Dạ, anh hãy tập trung vào chuyên môn một xíu nha anh. Rồi với anh gái đỏ thì em thấy là ok chị. Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Rồi, cảm ơn hai em nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bên nhà trai ạ. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em thì là bạn của bạn Thông. Bạn em thì rất là tự tin, có cái tính là tự lập từ lâu rồi. Thì hai bạn nữ ở đây thì bạn nào cũng xinh cả. Mỗi bạn có một cái cá tính, có một cái điểm riêng. Theo em thấy thì bạn ghế đỏ cũng khá là phù hợp ạ. Ghế đỏ với ghế dạ. Đỏ luôn đúng không? Đấy, thật ra nó phải có vậy. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em xin giới thiệu là em là bạn của Quang. Hôm nay tới đây thì cũng nhờ chương trình này em cũng hy vọng là nó tìm được một người gọi là bạn đời của nó. Thì em cũng xin gợi ý luôn. Thì em thấy hai bạn á, thì bạn nào cũng có mỗi cái nét riêng hết. Có bạn ghế xanh thì mình thấy là rất là chững chạc. Thì em xin gợi ý cho Quang ấy, thì nói chung là hai bạn này ấy, thì mình thấy là bạn ghế đỏ thì sẽ là hợp hơn. Ôi, mới kèm bằng ghế xanh ghế đỏ. Ôi, tôi quả mù thiệt tình. Rồi, đó là góp ý của người thân. Bây giờ mở cửa trái tim. Ôi, những ánh mắt đã chạm nhau. Nhìn nhau đi. Rồi bây giờ người đàn ông lịch lãm này nói trước đây nè, nhiều kinh nghiệm hơn nè. Cảm xúc đầu tiên của em khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào Thông? Dạ, em đến chương trình này rất là vui. Thứ hai nữa là rất là rung. Để tìm cái người phụ nữ mà đi với em quãng đường còn lại. Rất là bồi hồi trước hai cô gái xinh đẹp này ạ. Bồi hồi. Xin hỏi em ghế đỏ. Thì anh thấy em chia sẻ trên nãy giờ anh nghe là chưa rõ cái chỗ mà 99% đàn ông là sao em? Em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành đó, thấy chưa? Chị Di Tường cộng căng quá hả? Dạ, em không tin tưởng đàn ông cho lắm. Đàn ông không có cái sự thành thật. Chị Tường cộng 9 nữa, nó ra 99. Thì đến chương trình này thì anh sẽ đảm bảo với em là 10% còn lại thì anh là người đàn ông đó. Được. Cảm xúc của Quang khi mà cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì nhìn thấy hai bạn thì cả hai bạn nữ đều xinh đẹp, ăn mặc thì rất là thành đều. Em lên đây em cũng rung lắm mà. Thì nãy giờ cái tính cách của em thì rụt rè, thì gặp hai bạn nữ xong thì mình có thể trao đổi giao lưu với nhau một tí rồi để mình tìm hiểu với nhau. Em muốn trao giao lưu gì, trao đổi gì em nói đi. Dạ, thì hôm nay em đến chương trình thì em chỉ có chuẩn bị một món quà để tặng cho một bạn cùng màu gái với em. Món quà đi cưng, cho anh vui anh đỡ để được coi anh Vinh Quang anh tặng gì nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
mình thấy nó rất là dễ thương và mình sẽ trân trọng món quà này. Rồi, em nói luôn đi, hôm nay cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi cánh cửa trái tim mình mở ra? Cảm xúc của em hiện tại khi mà gặp hai anh á thì em thấy là người nào cũng rất là có ngoại hình sáng, người nào cũng mạnh mẽ ạ. Có thể làm chỗ dựa gia đình được ạ. Được. Khi mà gửi trái tim thấy sao nè, cười quá vậy. Em thấy khác xa tưởng tượng của em. Khác xa tưởng tượng của em. Khác xa tưởng tượng của em. Hả? Em tưởng tượng sao mà sự thật nó làm sao? Lý thuyết nó như thế nào còn thực hành nó như thế nào? Em tưởng hồi nãy giờ cái anh, cái lời nói của anh ghế đỏ lại là anh ghế xanh, còn cái lời nói của anh ghế xanh lại là anh ghế đỏ. Cái tiếng hả? Hay là câu chuyện? Em nghĩ là cái câu chuyện. Và cảm xúc của em hiện tại thì như thế nào? Dạ, cảm xúc thì em cũng chưa có gọi là ấn tượng mạnh lắm. Tại nãy giờ bị lộn kèo phải dạ, không? Dạ, em bị lộn á chị. Còn đây sao? Dạ, em đến đây thì cũng chưa chuẩn bị kịp cái gì. Thì hôm nay em xin tặng hai bạn nữ. Tặng em. Nãy trò chuyện với nhau đi, bây giờ các bạn thoải mái đi. Chị thấy em cũng là khá tự tin đó. Mình có thể là hỏi hai cô gái đó như gì đó để khai thác thêm, để hiểu nhau nhiều hơn. Cho em hỏi bạn gái ghế xanh thì hiện tại là bạn đang làm việc ở Sài Gòn này, làm bên gì ạ? Dạ, em làm bên mảng kinh doanh online. Kinh doanh. Với lại là em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Tại vì bên chỗ cái ngành mà yoga thì mình rất là ham về thể thao. Cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình, và có sức khỏe tốt để cùng nhau đi trải nghiệm những cái mới mẻ và nhiều chuyến du lịch ở bên ngoài. Hai em cũng có thể mạnh dạn hỏi lại hai ảnh nha. Em muốn hỏi bạn ghế xanh là hồi nãy thì thấy bạn chia sẻ thì bạn hơi kiểu rụt rè, với lại là kiểu bạn nói là bạn không chủ động á. Thì nếu mà bạn gái đòi hỏi mình phải chủ động nhiều hơn, mình phải quan tâm nhiều hơn thì mình có làm được không ạ? Nói chung là mình thích cái người nào mà nói rõ ràng, rành mạch, nói được, làm được á, kiểu là dứt khoát á. Thì theo như câu hỏi của em, nếu mà mình tìm hiểu nhau, mình có cơ hội mình quen nhau thì những cái mà mình đòi hỏi là đáp ứng trong cuộc tình của mình thì dĩ nhiên là anh sẽ cố gắng đáp ứng hết những đòi hỏi. Nhưng mà đòi hỏi nhưng về giờ giấc hay là gì đó, tại vì cái công việc của anh á nó cũng ngặt về cái thời gian, cũng hơi khó nó bụng cho bột hả, ví dụ như đứt mạng rồi dạ, đúng chính xác xung phong liền đúng không? Dạ không, thì có trực, có ca trực nữa, nhưng mà trực đêm. Chẳng hạn như anh nói là đứt cáp hoặc là trái cáp mà ban đêm thì bắt buộc mình cũng phải đi làm đêm, đi làm khuya. Tại nhiều khi có những cái sự cố xảy ra thì mình phải xử lý cho đến qua ngày hôm sau luôn. Thật ra công việc mà. Dạ đúng rồi. Nó công việc thì người ta sẽ vô thông cảm đây, mình không lấy công việc chen vô. Dạ. Nhưng mà nếu như không có công nếu việc không thì có mình việc. Có toàn tâm toàn ý với người mình yêu không? Đó là quan trọng, đúng không em? Chuyện đó nếu mà em đòi hỏi về vấn đề như thời gian đi chơi hoặc là thời gian gì đó, ok, nếu anh sắp xếp được anh sẽ đáp ứng được cho em. Rồi anh muốn hỏi gì luôn không à? Hỏi ai hỏi đi. Bạn ghế đỏ. Không biết anh thì... em luôn đi. Cho anh hỏi em, thí dụ mà cái công việc của em á, thí dụ em ngủ mà nãy em có chia sẻ là em ngủ em ngủ thời gian em ngủ nó hơi dài không? Dạ không, như hôm nay có công việc á thì cho dù là em có thức khuya cỡ nào thì em vẫn đến rất là sớm. Mặc dù là em là người ngủ hoặc là thức khuya như thế nào đó, nhưng mà đối với công việc hoặc là đối với một cái cuộc hẹn nào đó là em luôn có sự chuẩn bị trước. Sự bị về mặt nấu ăn hay là gì đó thì em không giỏi về mặt đó không à? Dạ, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn. Dạ. Em cũng thường xuyên nấu ăn. Tại vì do em ở trọ là 7 năm rồi thì đôi khi ăn ở ngoài á thì em cũng bị ngán, cho nên là em tự học nấu ăn và em cũng có biết nấu ăn. Hiện tại thì em đang sống ở đâu à? Em đang ở Em ở Tân Bình. Tân Bình à, quận Tân Bình. Dạ. Gần ra sân bay luôn. Gần ra sân bay. Dạ. Đây gần chỗ anh rồi, gần anh Hồng. Gần ngay sân bay. Ôi. Nên chỗ anh rồi. Ôi, có hai anh rồi. Nên chỗ anh rồi không á? Rồi sao cô đó ổn định chưa? Cho em hỏi bạn ghế đỏ một chút. Là lúc nãy nghe chia sẻ thì bạn gái nói là không có cảm xúc với người đàn ông nữa. Nhưng mà đến với anh sẽ có cảm xúc. Em sợ. Rất là thẳng thắn đấy không?
Thứ nhất là em thích về người đàn ông thích chơi bóng đá này hay là thể thao? Thì anh đang chuẩn bị có một cái giải bóng đá ở Tân Bình. Anh cũng tham gia trong đội bóng đó. Đấy, thì cũng mong muốn là em đến tham dự cho vui, ủng hộ ha. Đó, thứ hai nữa về nấu ăn. Thực ra là anh rất thích là ăn cơm ở nhà mình nấu. Và người sau này là người vợ mình, nói chung là hai người cùng chia sẻ nhau, đó là nấu ăn. Rất là mong muốn là sau này mình là người để vào bếp để chăm lo cho vợ con. Lúc nãy em chia sẻ là có thời gian em ngủ muộn quá này, hay là dậy muộn quá, thì cái đó anh có thể là sắp xếp được cùng thức với em. Và sáng có thể anh dậy sớm để anh đi làm, thì anh sẽ chuẩn bị ăn sáng cho em. Ngon. Coi được không mà, bao lâu hay chừng 3 bữa anh thở ra gió không đó. Đúng là cái đó em làm được. Sao em đã có lòng tin lại với đàn ông chưa? Anh càng nói em càng sủa. Em phải có lòng tin với đàn ông chứ. Đi ý. Dạ, thì nói em rồi, bỏ con sắp xuống. Kiểu em sợ một người nào đó vẽ cho em một cái viễn cảnh thật là đẹp. Trời, thà là người ta vẽ cho mình đi em, còn là người ta còn có để ý tới mình ta vẽ. Còn cuộc đời chị toàn tự vẽ cho chị không, mình rất quốc hết đây nè. Có người vẽ cho mình là mình hạnh phúc rồi. Bây giờ mình văn nghệ cái cho vui đi. Đúng rồi, văn nghệ đi. Văn nghệ cái cho vui nè. Thì có ai biết hát hồi không nè? Quang Thông. Dạ em chịu, em không Quang biết hát. Dạ. Ok thì rồi, đó đó, đó. Chương trình em sẽ tưởng gì chứ hát là Quang dữ. Dạ. Dành hát bài thì gì nè? Nói chung là em hát một khúc thôi à. Bài hát gì? Ai chung tình được mãi. Ai chung tình được mãi, mời Quang. Dạ. Một đoạn thôi hả? Hóa dữ. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi đường không, chơi với những ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Đôi chân man lặng thinh, yếu một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại. Em xin lỗi. Dừng lại luôn hả? Thôi khi anh dừng lại là dừng lại luôn hả? Dừng lại luôn hả Quang? Bây giờ hai chàng trai của chúng ta hãy lần lượt tiến sang bên nhà gái, xin phép được nắm tay từng cô một để đo cảm xúc. Còn muốn nói gì thì tùy. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn Quang trước. Chào em, nắm tay em. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì theo những trao đổi của em thì nãy giờ, thì nếu mà em có đòi hỏi bạn trai của mình như những vấn đề gì đó, em có thể về sau thế mình có quen nhau đi hay là gì đó, thì những trao đổi, những cái mà đòi hỏi của em thì anh sẽ cố gắng thử. Dạ. Sẽ thử với mình thôi. Dạ. Rồi mời em. Dạ. Thì hôm nay đến đây chương trình thì cũng mong muốn tìm một người bạn gái phù hợp với anh. Thì đến chương trình thì thấy em rất là xinh, rất là tự tin. Tại vì những người ấy mà độc lập về tài chính giống như kiểu là kinh doanh ấy, thì họ rất là tự tin. Em đã đến đây rồi thì hãy cho nhau một cái cơ hội để làm quen. Đầu tiên là bạn bè đấy, còn sau nữa thì mình tiến xa hơn. Mong là em cùng với anh cố gắng. Và bây giờ thì chuyện gì đến phải đến thôi quý vị. Rồi, chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy bên ghế của mình á, các bạn đặt tay vào ghế đi. Có một cái nút màu xanh, một cái nút màu đỏ bên kia em. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Sau khi mà anh Đạt tuyên bố thì các bạn có thể bấm cái nút nào mà các bạn thích. Nghĩa là cái nút đó nó sẽ tương ứng với người mà mình sẽ chọn. Cái màu ghế với màu nút giống nhau nha. Và bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mắt ra về trước, tay đặt lên nút bấm, nhắm mắt lại sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thì mình rất là ham về thể thao, cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình. Mỗi người đàn ông mà em thích là người điềm đạm,
chín chắn. Điềm đạm, chín chắn. Dạ, nói ít thôi nhưng mà làm nhiều. Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Và bấm. Hết thời gian. Hết thời gian. Tại sao em không bấm nút của ai hết trơn vậy? Cơ hội tới sao mình không nắm bắt cơ hội vậy? Như bạn ghế xanh đó, thì nếu mà về với em thì em cảm thấy mình không phù hợp với bạn. Có thể là do tính chất của công việc của hai bên nếu mà có thể không phù hợp. Rồi, dạ. Còn ghế đỏ? Ghế đỏ thì em nghĩ là bạn đó sẽ quay lại anh Thông. Trời ơi, cái chuyện của mình thì mình tính của mình đi. Bởi vì con người vậy làm sao thành công được. Có nghĩa là em cũng thích bạn ghế đỏ mà em không bấm, tại vì em sợ là hai người này bấm nhau, phải không? Dạ đúng ạ. Trời đất ơi, vậy là thua thiệt người ta rồi. Thì đã kêu em quăng cái cuốn sổ xuống đi, em phải cho em cơ hội, tại sao em không bấm? Tại vì anh thấy đỏ nói nói trời đất ơi, tại em không có tin tưởng vào đàn ông thì người ta phải nói nhiều để người ta thuyết phục em, để cho người ta thấy được, chứ giờ không nói nữa thì làm sao hiểu nhau, đúng không? Bây giờ có mấy phút trên chương trình mà không nói nữa sao hiểu nhau? Theo như em thấy thì mà đàn ông mà nói như vậy em bị cảm giác bị sợ. Người ta nói mà người ta làm được thì mới tốt, nhưng này người ta mới nói chưa có cơ hội làm. Trên đây phải có mấy phút phải nói chứ, không nói sao em hiểu? Đúng rồi, phải mở lòng ra. Rồi cô giáo của tôi, tương lai của tôi, sao không bấm nút? Dạ, tại vì em thấy á, hai anh nó ngoại hình rất là sáng và công việc rất là ổn định. Nhưng mà vấn đề là chị từng em kiểu em lúc mà nắm tay á thì em cảm nhận được là chị kiểu như là nó không có tình cảm nhiều, nó không có cảm xúc. Thì em nghĩ là có thể là sau chương trình này em giữ liên lạc với hai anh để học hỏi, để học hỏi từ cái công việc của hai anh. Với lại là em cũng rất là hân hạnh nếu mà có hai cái người bạn như vậy ạ. Tại vì em thấy anh nào cũng giỏi trong cái công việc của mình hết á. Chứ ở đây không phải là mục tiêu của em à? Dạ. Ra vô nước Mỹ mình tôi không? Phía trước. Dù sao thì đó cũng là cái quyết định của các bạn, thì chúng tôi sẽ luôn luôn trân trọng. Nhưng mà đây là chỉ là một cái lời khuyên thôi của cái người đã từng nhiều kinh nghiệm và đi trước trong cơ hội, trong một cuộc sống của mình. Nếu có cơ hội thì mình nên nắm bắt, và không ai cho mình cơ hội đâu, mình phải tự tạo cơ hội cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Mặc dù hôm nay là chưa được như ý nguyện, nhưng mà cũng xin cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và xin thay mặt chương trình, Cát Tường xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho hai bạn. Dạ, yeah, cảm ơn ạ. Đây, tặng cho em. Đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà là gói premium của ứng dụng Speakable. Với một ứng dụng hẹn hò, một môi trường rất là an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và kính thưa quý vị, cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón cho các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.